Cô chào các con, cô mời các con ngồi xuống. Ở giờ trước, chúng mình đã được thực hành trải nghiệm với các dụng cụ lao động. Ngày hôm nay, chúng mình tiếp tục chủ đề 8, môi trường xanh, cuộc sống xanh, tiết 4. Chúng ta sẽ được lập kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường. Cô mời một bạn đọc mục tiêu. Cô mời Nguyệt Ánh nào. Xây dựng kế hoạch gìn giữ vệ sinh môi trường ở trường. Cô cảm ơn con. Vậy để đạt mục tiêu, chúng mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động 7, xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường. Sau đây thì chúng mình sẽ cùng nhau theo dõi một video nói về thực trạng môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường. Chúng mình hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết các biện pháp bảo vệ môi trường đó là gì nhé. Chào các bạn, mình là Phu Phu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc làm thế nào để bảo vệ môi trường nhé. Hằng ngày, chúng ta vẫn nghe rất nhiều về những lời kêu gọi bảo vệ môi trường. Vậy bạn đã hiểu rõ về những gì chúng ta cần phải làm để bảo vệ môi trường chưa? Hãy cùng tìm hiểu với mình nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thực trạng ô nhiễm môi trường trên thế giới nhé. Hiện có tới 3,5 triệu tấn rác được thải ra trên thế giới mỗi ngày. Dự kiến sẽ tăng lên 11 triệu tấn vào cuối thế kỷ 21. Thế giới mỗi năm sản xuất hơn 300 triệu tấn nhựa. Ước tính đến năm 2050, sẽ có tới 270.000 tấn nhựa trôi dạt trên các đại dương, nặng hơn cả loài cá. Theo Tổ chức Liên Hợp Quốc, hiện nay trên thế giới trung bình mỗi năm có khoảng 33 triệu trẻ em bị chết do ô nhiễm không khí. Trong đó có tới 1/3 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến tim và đột quỵ. Hít phải những làn khói độc có thể dẫn đến nhiều căn bệnh hô hấp, các bệnh ở mắt, da, bệnh đường máu và các hệ thống khác của cơ thể, bệnh về tim mạch, ung thư. Hơn 1 tỷ người đang bị thiếu khoảng 20-50 lít nước sạch mỗi ngày để phục vụ các nhu cầu căn bản. Rác hữu cơ là các loại rau, củ quả đã bị hư thối. Rác vô cơ như ly, cốc, đồ da, đồ cao su, gạch. Rác tái chế như thùng cát tông, sách báo cũ, hộp giấy, bì thư, bưu thiếp đã qua sử dụng. Các loại vỏ lon nước ngọt, lon bia. Sau đó, bỏ các loại rác vào từng thùng rác. Rau củ hư thối vào thùng ủ phân. Ly cốc đồ da đồ cao su vào thùng rác. Thùng cát tông, sách báo cũ, vỏ lon nước ngọt vào thùng rác tái chế. Xử lý rác theo phương pháp 3R: tiết giảm, reduce, giảm khói bụi trong không khí. Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Giảm việc sử dụng túi nhựa, thay vào đó nên sử dụng túi giấy hoặc túi vải khi mua sắm. Giảm việc sử dụng điện, tắt đèn, quạt khi ra khỏi phòng. Nước bằng cách đóng vòi khi đánh răng. Tái sử dụng, reuse. Tặng quần áo và đồ chơi cũ để chúng có thể sử dụng lại. Sử dụng giấy báo, thùng cát tông cũ để gói quà.
tái chế, recycle. Tái chế lon soda cũ, hộp sữa và lon nước trái cây, tái chế kim loại. Tổng kết. Nếu chúng ta giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế, chúng ta có thể sống trong môi trường sạch hơn, an toàn và hạnh phúc hơn. Vừa rồi chúng ta đã được theo dõi một video về thực trạng môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường rồi đúng không? Bây giờ bạn nào nêu cho cô các biện pháp bảo vệ môi trường? Cô mời Linh Nga. Con là không xả rác bừa bãi ạ. Cảm ơn con. Cô mời một bạn nữa. Rồi, cô mời con nào. Con thưa cô là những cái rác mà mình vẫn tái chế được thì mình sẽ tái chế thành nhiều vật có ích. Cô cảm ơn câu trả lời của con. Ai có ý kiến bổ sung nữa? Cô mời Nhật Lâm. Con thưa cô là tiết kiệm nước ạ. Rất tốt. Rồi, cô mời Linh Đan nào. Con thưa cô là không đứng nước rác xuống hồ hoặc ao ạ. Rồi, cô cảm ơn câu trả lời của các con. Như vậy, qua phần chia sẻ vừa rồi, chúng ta thấy là các biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm có hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân, sử dụng túi giấy thay cho túi ni lông, tiết kiệm điện, nước và tái chế rác thải. Vậy thì vừa rồi các con đã được đưa ra rất nhiều những biện pháp để bảo vệ môi trường. Còn đối với lớp học của chúng ta thì sao? Chúng ta là một học sinh thì chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ môi trường? Ngay sau đây thì chúng mình sẽ cùng đến với hoạt động xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh trường lớp. Trước khi vào hoạt động thì cô mời chúng mình sẽ cùng nhau quan sát lên trên màn chiếu. Đây là bảng phân chia công việc vệ sinh lớp học. Vòng tròn màu vàng ở giữa đó là tên công việc chúng ta phân theo tuần của tháng. Tiếp theo đó là ở vòng tròn to bên ngoài, chúng ta nhìn thấy đây ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, chia sẻ trong nhóm và thống nhất đưa ra các việc làm để giữ gìn vệ sinh lớp học. Các con sẽ ghi các tên công việc tương ứng vào mỗi ô. Chúng mình đã rõ chưa? Rồi. Rồi, bây giờ cô mời các bạn nhóm trưởng sẽ điều hành nhóm, thực hành bảng phân chia công việc. Vừa rồi thì các nhóm đã cùng nhau chia sẻ và hoàn thành bảng phân chia công việc. Bây giờ cô mời một nhóm lên đây để chia sẻ lại bảng phân chia công việc của mình cho các bạn cùng lắng nghe nào. Cô mời nhóm của bạn Linh Nga. Đây là bảng phân chia công việc của nhóm tớ. Tớ làm công việc lau bảng. Tớ là công việc xếp giá dép. Tớ là công việc kê bàn ghế. Tớ là năm. Tớ làm công việc quét nhà lớp. Tớ làm công việc lau lớp. Tớ làm công việc tưới cây. Đây là bảng phân chia công việc của tuần 2 và tháng 1. Rồi, cô cảm ơn các con. Cô mời các con về vị trí nào. Cô thấy rằng là có rất nhiều cánh tay đang muốn chia sẻ. Tuy nhiên, với bảng phân chia công việc này, bây giờ cô có một câu hỏi dành cho chúng mình, đó là dựa vào bảng phân chia công việc này sẽ giúp ích gì cho chúng ta? Cô mời con nào. Con thưa cô là để chúng ta biết được mình nên làm công việc gì để dọn dẹp lớp,
vệ sinh và hợp với mình ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Ai có ý kiến nhận xét nữa nào? Rồi, cô mời con gái. Con thưa cô là chúng ta nhìn vào bảng con chim này để mình có thể làm những việc gì để bảo vệ môi trường và bảo vệ lớp học của mình để sạch sẽ ạ. Rất là tuyệt vời. Như vậy vừa rồi thì chúng mình đã hoàn thành bảng phân chia công việc rồi. Bây giờ cô mời các nhóm sẽ công khai bảng phân chia công việc tại các vị trí nhóm của mình. Cô xin mời nhóm số 1 và nhóm số 2 sẽ treo lên hai móc ở bên trên cột bên này ạ. Còn nhóm 3 và nhóm 4 sẽ treo lên phía bên này. Các con thấy rằng việc bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà nó còn là trách nhiệm của tất cả mọi người, và mỗi chúng ta đều có ý thức bảo vệ môi trường thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Cô hy vọng rằng mỗi cá nhân sẽ là một chiến binh tí hon để bảo vệ môi trường, và chúng ta hãy bắt đầu ngay bằng cách thực hiện các việc làm trong bảng phân chia công việc, và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bằng những hành động thiết thực, đó là thực hiện các việc làm giữ gìn vệ sinh lớp học trong bảng phân chia công việc mà chúng ta vừa hoàn thành nhé. Chúng mình có đồng ý không? Và sau chủ đề môi trường xanh, cuộc sống xanh thì cô và các con đã được cùng nhau tham gia những hoạt động trải nghiệm để tìm hiểu về giữ gìn và bảo vệ môi trường. Sau đây chúng mình sẽ cùng nhau hoàn thành phiếu đánh giá cá nhân. Cô mời một bạn đọc thật to nào. Cô mời con. Thưa cô là em tô màu vào ngôi sao tương ứng với mỗi nội dung đánh giá dưới đây. Tốt 3 sao, đạt 2 sao, cần cố gắng 1 sao ạ. Cô cảm ơn con. Tiếp theo cô mời một bạn đọc các nội dung đánh giá thật to cho cả lớp cùng nghe. Cô mời Hạnh Nguyên. Giới thiệu được với bạn bè về cảnh đẹp quê em. Nêu được thực trạng về vệ sinh môi trường nơi em sống. Tham gia được các hoạt động để chăm sóc và bảo vệ cảnh quan nơi em sống. Thực hiện được một số việc làm để giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh. Biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động an toàn. Rồi, cô cảm ơn Hạnh Nguyên. Vừa rồi thì chúng mình đã được nghe các bạn đọc các nội dung đánh giá và yêu cầu rồi đúng không nào? Nhiệm vụ của các con bây giờ chúng mình sẽ sử dụng bút màu và tự đánh giá các nội dung đánh giá. Sau đó chúng mình sẽ chuyển sang bạn bên cạnh để bạn mình đánh giá mình nhá. Cô mời các con. Biết cách sử dụng một số dụng
vụ lao động an toàn. Em đánh giá em là 3 sao, bạn em cũng đánh giá là 3 sao. Rồi, cô cảm ơn Linh Đan. Cô mời Linh Đan về chỗ nào? Với phiếu đánh giá này, chúng ta đã hoàn thành xong phần màu nhỏ. Về nhà, chúng ta sẽ xin ý kiến của bố mẹ mình. Dạ. Sau đó, thứ hai chúng ta sẽ nộp cho cô nhé. Và ngay sau đây thì cô mời chúng mình sẽ cùng đứng lên và vận động theo lời của một bài hát mang tên Em vẽ môi trường màu xanh. Cô mời chúng mình nào. Hoạt động ngày hôm nay thì chúng mình đã lập được kế hoạch để gìn giữ và bảo vệ môi trường lớp học của chúng mình. Và vừa rồi chúng ta cũng đã được hòa mình vào lời bài hát Em vẽ môi trường màu xanh, rất là vui rồi đúng không nào? Hoạt động trải nghiệm của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các con.